Sao nghe lời bé Tình Lan nói như thế này đây, sao có nhiệm màu như thế này này, không không biết được cái nhiệm màu bé Tình Lan sao mà nó quá cao đi. Bây giờ mình chắc phải ăn chay trở lại rồi, đừng mà mình coi bé Tình Lan rồi sao trong lòng mình cũng muốn ăn chay trở lại không, mà hôm nay lại ăn nghe mắc ói nữa. Thì coi bé Tình Lan rồi là trong lòng nghe muốn ăn chay trở lại. Tại vì ăn chay là 2003 cái 2018 là gì đã không còn ăn nữa rồi, tại vì sống cân bằng bao biến mỗi ngày, trong lòng gì nghe bưng chén cơm chay ăn thì nghe cũng hơi buồn trong lòng. Thì mới buông chén cơm chay xuống vì nghèo nung, vì ăn ta mặn trở lại rồi á. Nay 2003 rồi, cái tự nhiên thì coi bé Tình Lan, cái tự nhiên trong lòng gì không còn muốn nghĩ ngợi cái gì nữa hết, cái tự nhiên trong lòng mình như vậy đó. Thì các nhiệm màu của bề trên ban cho lời nói bé Tình Lan, cho nên mới làm cho con người mình quyến chuyển con người mình được. Chứ không phải ai muốn được đâu. Ai bé Tình Lan thường nói, có nói là muốn ăn chay á thì cũng khó lắm, nhưng mà lại Phật Quan Âm đi, xin Phật Quan Âm đi. Bé Tường Lan nói có nói đó, nhưng mà cá nhân gì thì chỉ là một lời nói bé Tường Lan thôi, mà trong lòng gì nghe nó rung động, nó lai chuyển cái kiểu gì mà gì phải buông trên con mặn để gì qua. Đây là chị định là chị nói đúng không, không biết sai. Mà không rồi á, ổng không biết này, ta vô ta bình luận với ta coi quá, ta coi quá đi. Ổng ba ngày sau thì cho chị kêu chị nói cho ổng không biết nữa, ta đúng 8 giờ nói cho ổng biết nữa. Mà chị nói thôi đi, không cứ đâu, tại chị không để tôi hành ăn, tôi không muốn đụng chạm ai đâu, đó tôi may tắm thấy tụi rồi, tôi không có dám ra cộng đồng để đụng mạng và đụng chạm người ta. Đó, rồi ổng ấy nói với ổng đi, cũng đâu có gì mình nói gì tốt mà mình đâu có gì xấu đâu. Rồi mấy đứa cháu ở nhà nói nha, cháu ơi đừng nói nghe nói luôn, mấy cháu nó nghe cái gì nghe nói vậy cái cháu sợ quá, nó không dám luôn, không dám nhận luôn. Nghe mình nói đúng là không có gì sợ, dân trên cộng đồng thì biết bao nhiêu người ta bình luận, không phải mình lên mình đâu sao, mình nói đúng là mình không sợ, còn mình nói sai chỉ trích ta đó, có đó là mình mới có. Chị nói nhiều lắm, bữa chị nói con coi clip đó, coi chị nói nhiều lắm, chị nói giờ ai nghĩ cái Tình Lan như thế nào, nghĩ cá nhân gì thì nghĩ cái Tình Lan còn cái gì ở cơ hạ phàm xuống cơ một cái bàn tay ra để cứu chớp nhân tâm. Những người nghèo, những người khổ cũng đi làm, những người đi làm pha phương kia để mà phát từ hộp gạo cho ta sống, cái đó là cái tốt, chứ đâu có gì xấu đâu, chị nói gì cũng nói nhiều, cái chung gì cũng nói dùm, mà chị nói đúng không, mà chị có nói sai. Rồi tới mấy ông sư, mấy bài thơ chửi, mấy Tình Lan chị cũng hỏi, ổng hỏi, giờ vậy rồi, giờ tí gì muốn sao thì ta giải quyết tao thì mấy ông sư, khuyên người ta thì mấy ông sư thì chị không nói luôn. Chung vậy đi. Thì trước khi mà phát cái lên mấy ngày sau ông nói là người ta vô nó coi nó đông và nó bình tĩnh, thì nó bình tĩnh là bình tĩnh sao, ta nói bình tĩnh và ta nói gì nó đúng. Chúc cô sức khỏe nhiều để tiến tới con đường tu tập. Còn ông già thì ông nói bình tĩnh, ông nói cô nói gì đúng gì đó, rồi tôi cũng ủng hộ bé Tình Lan cái mãn đời cũng gì đó. Là hai ba người nó cũng bình luận cũng nhiều, cũng nói là nói gì nói đúng không mà gì cũng nói ta là chúc gì cho có sức khỏe nhiều để tiến tới con đường tu tập vậy đó. Thôi thì hả, để em đi rồi, nếu mà con muốn vậy thì chị nói cho con một tí. Nhưng mà để ăn Tết rồi đi, rồi chị nói cho con một tí. Bữa nay gì bắt dọn dẹp cái gì? Đúng rồi, chị đi về tối, chiều tối chị mới lo tụng bà, tắm rượu tụng bà đồ xong xuôi rồi. Giờ nói chung ở nhà chị thì tu tại gia, chị cũng thờ Quan Âm ở trên, Quan Âm dưới, rồi nói chung là thờ Cửu Huyền, thờ Cố Tổ, thờ Chí Tôn, nói chung là tu tại gia thì thờ y như trời Phật, nghĩ trời Phật ở đâu thì mình cũng thờ vậy thôi đó. Bây giờ về chiều tối quá, gì mới tao trên bầu Quan Âm tấm rượu trên bầu Quan Âm vừa xong. Nhà gì có thờ tượng Quan Âm là tốt quá. Nhà chị thờ bằng tượng gỗ, tượng gỗ gỗ mà ta tiện ra đó. Nói chung là mình có cái lòng mình thờ hoàng tượng gì cũng quý hết trơn á, gì á. Thờ bằng tượng gỗ, lúc đó gì thỉnh tượng bà Quan Âm, lúc đó là gỗ cái mít á.
Yeah. Là người ta tiện là 6 triệu, ta tiện chị đặt là 6 triệu. Chị tỉnh về nhà, tiện xong rồi chị thờ xong rồi. Thầy trưởng bà mà về bằng tiếng măng nói thì chị đưa lên trên lên cao. Còn như trưởng mà trưởng cây á, thì chị cho bà đứng ở dưới. Một bà bằng âm đứng và một bà bằng âm ngồi. Nói chung công lòng gì thì cứ tưởng có tâm thôi. Từ gì gì thấy không, từ cái lúc mà bé Từ Lam nó xuất hiện trên cộng đồng mạng thì biết bao nhiêu người cũng ủng hộ bé Từ Lam giờ đi phát gạo. Thì chị nói nhiều lắm, chị nói nói chung là chị nói lúc đó là bé Từ Lam chưa phát gạo nhiều. Và chị nói một lời nói của bé Từ Lam nói ra là cũng lan tỏa cả một thế giới Việt Nam mình. Để cho những người đi hành thiện để có giúp đỡ những người nghèo khổ như kia đó. Nói chung chị cũng nói nhiều lắm, chị nói đúng nào cũng đúng xong mà ông nói gì nói chuyện hay quá. Phải nói dùm tiếp nữa đi, nó thôi cũng muốn nói chuyện sợ nhiều khi nghe đụng chạm thì cộng đồng cũng sợ. Nói chung chị nói rồi cuối cùng lợi gì cũng xin cho mình để từng năm cũng đừng có buồn phiền gì hết. Giờ bé đừng bị thảo thì cũng ráng để mà cho bé đi tới con đường tu tập cho tới mãn nhiệm kỳ. Chị nói vậy đó. Clip đó nếu mà con bật lên con coi thì nói chung là nghe thì cũng được, cũng nhiều người thích. Chị nói đúng, cũng nhiều người sai. Cái đi rồi tới thì ăn uống tết xong rồi cái thì ấy con nào kể con alo gì đi rồi chị bước khoảng thời gian mà chị nói được cho clip. Vì có biết mà coi con hỏi gì gì có biết mà cái những bài cúng về Tết cúng ông bà mình không gì không có vấn đề đó thì gì chỉ tu tại nhà gì cứ tưởng ông bà chỉ thờ tại nhà thôi gì không có đi trong đạo mà gì cũng không có đi về chùa gì tu là tu tại nhà đó mình là lòng mình cứ tưởng trời tưởng Phật thì mình chỉ là thờ phượng từ trời Phật lên rồi cái tâm mình cứ tưởng như trời Phật thôi. Còn như mấy ông mà bên Hòa Hảo này nọ đồ thì mấy ông đi bên đạo thì mấy ông nói chuyện đạo không à. Nói chung người ta đi đạo thì người ta biết chuyện đạo. Đúng rồi. Người ta nói trong sách vở của thầy ban ra, giáo lý của thầy ban ra. Còn nếu ai đi về Phật nói thì cũng là tu bình Phật thì cũng nói giáo lý của Phật ban ra. Còn cá nhân gì thì vì tu tại nhà thì vì chỉ biết là lòng mình tín ngưỡng trời Phật là trời Phật sẽ là chứng cho mình. Mình sống là mình do cái tâm thôi. Đó, từ cái tâm mình chất phát ra mình tưởng trời tưởng Phật thì buộc là trời Phật dẫn chứng, chứ không phải là mình nói lào lào mà cái tâm miệng mình nói mà cái tâm mình không đúng cũng là không đúng thôi. Vì chứ nghĩ vậy đó. Vì tu thì nó may tu tại nhà. Đức Phật có nói là Phật tại tâm chứ đâu có ở ngoài đâu, trên non núi đâu tìm, nếu cái tâm mình thật lòng là Phật chứng à. Chứ bề ngoài mình nói cái miệng mình không, mà mình trong lòng mình đâu có nghĩ gì thì cũng đâu có được, có đâu Phật dạy nào chứng. Đúng rồi. Dạy gì cho con hỏi theo như mà cái bé Từ Lam á, giờ theo gì là gì xem trên mạng gì thấy gì biết hay là gì do một cái như tâm linh rồi gì để đoán gì biết được vậy. Thì chị có nói bên clip của chú Quỳnh Nam Việt đó. Thì theo bây giờ con hỏi thì chị trả lời. Còn bên clip của chú Quỳnh Nam Việt thì chú không có nói hỏi. Thì chỉ bản thân gì tự miệng chị nói ra thôi, chú không có hỏi. Nhưng mà chị nói trước lời rồi chú mới hỏi tiếp về vấn đề là mấy ông sinh thầy với mấy bà sư cô chửi về Trường Nam rồi. Theo sự nghĩ mình như thế nào thì chị mới nói tiếp cho mấy người đó thôi. Đấy, ông hỏi được như đó thôi. Còn cá nhân con, bây giờ con hỏi về bé Trường Lam thì chị cũng nói với con là thay vì giờ bé Trường Lam là như mỗi người là mỗi một cái sự nghĩ khác. Mà đúng nếu mà cái người nào mà nghĩ bé Trường Lam như thế này thế kia là người đó bên tà giáo. Còn riêng cá nhân gì thì riêng cá nhân gì thì bé Trường Lam giờ nào cũng là một vị ở trên hạ phàm xuống để giúp đỡ nhân tâm mình giữa lúc này hết. Giữa lúc đi cho cảnh nhân tâm mình. Có kẻ giàu người nghèo
nhưng mà cái kẻ giàu thì cứ ăn như để, còn người nghèo không có hộp cơm ăn. Cho nên nó hả, từ ngay đó cho nên nó hả, thật sẽ cho một người xuống để mà một lời nói sống ra một, chỉ một lời nói đơn giản thôi, nhưng mà trong khi một cái lời đó nói đó là một cái màu nhiệm của trời Phật ban ra, của ơn trên ban ra, thì nó sẽ lan tỏa khắp cái Việt Nam, thế giới Việt Nam mình, để uyển chuyển cái lòng của nhân sanh để phải đi phát gạo để cho những người nghèo khổ có hộp gạo ăn. Cũng y như, nói chung là y như Bé Trường Nam là một vị Phật để mà ra tay cứu giúp nhân sanh trong cái khi nghèo, khi đói, khi khổ đó. Nhưng những người giàu đi ăn đi để thì những người giàu thì người ta đi ăn đi để, nhưng mà những người nghèo người ta phải tha phương, người ta đi làm thuê làm mướn, không có hộp gạo ăn, có đôi khi không có một đồng bạc, vẫn không có một đồng bạc uống thuốc, làm sao có tiền gạo ăn. Cho nên đó là phải để một vị xuống để mà lan tỏa cả một cái kiếp nhân loại mình, để cho có những người giàu giữ ăn thì phải để đem lợi để cho những người nghèo có một hộp cơm ăn, chia ra để mà sống với nhau trong kiếp nhân loại mình. Theo gì là gì nghĩ cái sự nghĩ của gì là y vậy, dù rằng ai nói với Tường Lan là thế này thế kia thế nọ trục lợi hoặc giả, là có thể là nói là mẹ dặn dựng để kiếm nhà ở thế này thế kia, thì người ta nói có quyền của người ta, nhưng mà những người đó người ta nói là chẳng qua người ta bên ở thế gian mình đó là có hai, nói chung là có hai bên, một bên tà một bên chánh, giờ nào cũng vậy hết, giờ nào cũng phải có tà mới có chánh, chứ có chánh mà không có tà là cũng không được. Cho nên nó là hai phái nó khác nhau. Nhưng mà người nào giờ đó người ta nói là đạo cao chỉ một, có một mét thôi, ma cao tới một trượng lận. Tà giáo nó rất là mạnh, chứ nó không phải là nó không mạnh đâu. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà khi mà mạnh như thế nào chăng đi nữa, mà nếu mình là người ngay thẳng, mình là người chánh, dù rằng mình có một mét, nhưng mà trong một mét của mình có thể vượt qua khỏi một trượng. Bởi vì tà cao một Phật đó thì cao một mét mà ma cao một trượng á, hoặc cao một mét vậy chứ mà người ta cao một trượng, mà đến khi mà cái kết cục lợi á là giờ nào cũng là tránh cũng tà cao. Thì thế gian mình nó là vậy đó con. Thì Bé Trường Lam hạ phàm trước đây là rất thương Bé Trường Lam, rất thương Bé Trường Lam, tại vì Bé Trường Lam được lệnh của bề trên cấp xuống để mà hòa giải nhân sanh mình thôi, theo cá nhân gì là vậy đó. Thì nghe cái câu chuyện mà Bé Trường Lam mà phát gạo này kia, cô chú hưởng ứng theo phát gạo, thì cái đó là cũng đúng. Nhưng có một theo con nhận xét, có một nhiều người khi mà bình luận nó có Bé Trường Lam ra là ai cũng phát tâm để mà phát gạo trơn đó, cái đó người ta không đúng hoàn toàn. Tại vì trước kia thì cũng có một số người cũng có phát tâm để đi bố thí, nhưng mà Bé Trường Lam lên nói thì những cô chú nào mà chưa có đi phát gạo từ thiện này kia đó thì cũng có phát tâm lên nữa, thì cái số đó tăng lên nữa, chứ không phải là nào giờ không có ai đi phát gạo mà nhờ Bé Trường Lam mới được đi phát gạo, cái đó hoàn toàn cũng không đúng. Dạ dạ. Chị nói con nghe nè, con nói người ta nói vậy là người ta nói sai rồi. Đúng rồi, dạ. Người ta nói vậy là người ta nói sai rồi, những người người ta không hiểu biết, người ta mới mở miệng người ta nói vậy thôi. Chứ còn đồng ý là không có lời Bé Trường Lam, thì vẫn có người đi hành thiện, vẫn có người đi giúp đỡ những người nghèo. Chứ không phải là không có, không phải là chờ Bé Trường Lam nói một lời nói mà để có người đi giúp đỡ những người nghèo, không phải. Nhưng mà cái lời nói của Bé Trường Lam là một cái màu nhiệm để trang tỏ cả một cái kiếp nhân loại mình hết á. Chứ đâu phải nói có Bé Trường Lam thì cũng là người ta cũng đi hành thiện, mà không có Bé Trường Lam người ta cũng đi hành thiện. Cái hành thiện của người ta là hồi kia thì chỉ tâm có lòng, người nào á người ta có nhân duyên, có duyên với trời với Phật, có duyên với cái nghề, cái là cái là đi hành thiện thì người ta mới đi thôi.
còn người ta không có cái duyên, người ta cũng không có đi, dù người ta giàu như thế nào, tiền muôn bạc tỷ trăm đi nữa, người ta cũng không bao giờ để người ta đi hành thiện. Là do đi hành thiện này là do cái duyên của mình, trời Phật sắp cho mình có cái tâm hướng về Phật, có cái duyên với trời Phật, có cái tâm, cái lòng nhân của người ta, cái tâm của người ta phát ra là chỉ có, ví dụ á hả, 10 người nhưng mà chỉ có 2 người có cái tâm để đi về việc hành thiện thôi. Nhưng mà hôm nay bé Tường Lam mở một cái lời nói của bé Tường Lam ra là y như là một cái nhãn quan của bề trên ban tỏ khắp một cái kiếp nhân loại mình ở trần gian này nè. Thành thử ra cái lời nói của bé Tường Lam là một cái màu nhiệm của bề trên để mà lan tỏa cái kiếp nhân loại mình để giúp đỡ những người nghèo khổ, chứ không phải nói là có bé Tường Lam mà nhiều người ta nói tầm bậy là ta nói có bé Tường Lam cũng là nhìn như vậy, mà không có bé Tường Lam thì người ta cũng vẫn đi hành thiện, vậy không đúng. Vì một lời nói của bé Tường Lam nó màu nhiệm, cho nên ai cũng phải nghe một lời nói này là cái màu nhiệm của bề trên để cho bé Tường Lam nói mới lan tỏa cả một cái kiếp nhân loại mình ở thế gian này hết. Chứ đâu phải chờ bé Tường Lam nói mà đi làm đâu, không có. Mình nói, nếu trong cái lời mình nói mà không có cái màu nhiệm rồi, em y như bây giờ, vì ví dụ đi, cho cái ông sư thầy đó, ông tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, ổng thuyết pháp như thế nào chăng đi nữa, bây giờ cho ổng ngồi ổng thuyết pháp cho nhân sanh mình nghe đi, mấy ngàn nhân sanh mình đi, nhưng mà thầy ngồi thuyết pháp là thầy ngồi thuyết pháp, nhân sanh mình nghe vẫn là nghe, nhưng mà không bao giờ đem trong cái tâm bị gì đó là thầy chỉ là kiếp nhân loại thôi, chứ thầy không phải là thật tiên thánh gì hết, để mà ban một cái màu nhiệm cho nguyễn chuyển nhân sanh cho nhân sanh nghe. Còn đây là bé Tường Lam là một lời nói phát ra là một cái màu nhiệm của ơn trên, là để lan tỏa cả một cái kiếp nhân loại mình hết. Nó khác với nhau, nó không giống với nhau. Cho nên bây giờ cho mấy ông sư, mấy ông thầy tu nhiều đời, nhiều kiếp chăng đi nữa cũng là kiếp nhân loại mình thôi, chứ không có cái nhiệm màu nào. Khi nào tu nhiều đời, nhiều kiếp đi, mình được ơn trên rút mình về trên để ngồi niết bàn á, giờ đó cái màu nhiệm mình mới ban, cái màu nhiệm mình mới có thể mở phóng một cái màu nhiệm ra, phóng một cái nhãn quan ra, rồi á kiếp nhân loại mình mới có thể nghe, đặng để mà chuyển trong cái lòng kiếp nhân loại mình mới có thể phát tâm được. Còn mấy sư mấy thầy có tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chưa được về niết bàn thì nói bao nhiêu là nói, chứ không có cái quyền diệu, không có cái nhiệm màu để mà kiếp nhân loại mình nghe. Thì nhiều người ta biết, bởi nhiều khi nói gì nghe nói mà gì muốn lên để mà nói chuyện với mấy cái người mà không biết vậy đó cho người ta nghe. Nhưng mà hả, nhưng mà cái gì nói chăng đi nữa thì người ta bên tà giáo người ta cũng phản đối lại với lời nói của gì, chứ người ta không bao giờ người ta tiếp thu vô. Dạ đúng rồi. Tại vì cái trần gian mình nó là phải có tà và phải có chánh. Dạ. Thế gian mình phải có tà mới có chánh, có tà có tà mới có chánh. Đó cũng như y như là cũng phải có âm mà có dương. Đó thì là y như vậy, cho nên bây giờ á hả, những người nào mà nếu mà người ta hả không lai chuyển được cái lời cái nhãn quan của bề trên phóng ra, hoặc giả không lai chuyển được lời nói của bé Tường Lam dẫn cho bé Tường Lam là sai, những người đó là điều tà giáo hết. Cho nên đó là người ta nói thiệt đó, nhiều khi gì coi mà gì thấy nói này nói kia, rồi gì thấy trong lòng gì thấy gì cũng muốn lên nói lắm chứ. Thì cho bây giờ á cho mấy thầy đi, mấy sư đi, rồi á hả cho là những người là được bề trên gia hộ luôn, được có là về á là về chân linh là thầy bà luôn thì cho luôn. Nhưng mà hả bây giờ cho thầy bà giờ nhập cát ở xác nhập cốt về, hoặc giả là cái người đó có được ơn trên theo gia hộ để về làm thầy coi bói đó, đón cái số con người, hoặc giả là coi cái này cái kia cái nọ, được ơn trên mượn xác về gia hộ, nhưng mà cũng không có phóng được cái nhãn quan của bề trên. Tại vì cái nhãn quan của bề trên là những cái nhãn quan của bề trên là cũng như người ta đã thành thánh rồi, người ta thành tiên rồi, người ta thành nã hả là thật rồi,
người ta thành Bồ Tát rồi, thì được cái sắc lệnh đó, thì cái trong cái sắc lệnh của bề trên rồi đó, người khi người ta có một cái nhãn quan rồi, nó sẽ lan tỏa khắp màu nhiệm, nó lan tỏa khắp cái kiếp nhân loại mình hết. Yeah. Đó. Còn bây giờ đó, cho là sư thầy và cho là những người đó, được có làm, có người mượn xác cho về co tối làm thầy làm bà chăng đi nữa, không bao giờ lai chuyển được kiếp nhân loại mình. Yeah. Bởi vì những người đó chỉ là nói theo á, là kiểu như ví dụ thầy bói thì nói theo á là ơn trên cũng gia hộ người ta, cũng là có người mượn xác về bói, nhưng mà không có được cái sắc lệnh để mà nói, để phóng cái nhãn quan ra cho nhân tăng nghe được hết. Yeah. Thì y như bây giờ ví dụ con á, ví dụ ở trần gian này đi, con làm quan, con làm tướng, con nói ở dưới lính mới nghe, con ống một cái lời nói ra lính mới nghe. Yeah. Chứ còn con bình thường con nói có ai nghe không? Yeah. Không ai nghe hết. Yeah. Ở trần gian mình thì là như vậy. Còn về ở thiên đình thì là có cái sắc lệnh đó mới được, đủ quyền năng, đủ hết tất cả những khi mà phóng một lời nói ra là đủ cái quyền năng để người ta phóng, chưa vậy người ta phóng một lời nói ra mới có thể lai chuyển được kiếp nhân loại mình. Yeah. Chứ còn sư thầy ha, sư cô ha, hoặc giả thầy bói ha, hoặc giả có nhiều người mượn xác ông lên bà chú ha, thầy ha, bà gì chăng đi nữa, mấy người đó chỉ là làm cái bổn phận của mấy người đó thôi, chứ chưa có đủ cái sắc lệnh để mà phóng một lời nói ra cho kiếp nhân loại mình nghe. Dạ đúng rồi, dạ dạ dạ. Đó là vậy đó, chị nói là như vậy đó. Cho nên nó hả, nhiều người nói gì coi gì nói gì nghe ta, gì thầy nói đủ thứ mà gì muốn nói lắm, nhưng mà gì muốn ra nói mấy người đó lắm, nhưng mà gì không dám, nói chung là không dám để mà chính liếu với cộng đồng. Yeah. Mình cũng như mình có quyền mình nói nha, mình có quyền lên tiếng, nhưng mà mình không có xúc phạm đến người ta được, mình chỉ nói cho cái đúng cái theo cái chánh pháp, đúng theo cái câu chuyện thôi, mình đâu có bịa đặt gì đâu mà mình bởi vậy. Yeah. gì nói chung là tại vì gì cũng sợ vậy đó. Mấy đứa cháu nó cứ là nói đừng nói vậy, đụng chạm tới đừng nói gì, cũng như gì sợ. Yeah. Thử ra vậy á, chứ không gì. Chứ nhiều người ta nói hả, vì nói thiệt với con ha, vì bây giờ hiện tại bây giờ vì cũng nói, vì có nói bên clip của ông Quỳnh Nam Việt á, vì con cũng có nói. Yeah. Hiện tại bây giờ á, vì nói thiệt với con là khi vì bị bệnh á, là vì phát tâm vì ăn chay 2003. Yeah. 2003 là vì ăn chay. Yeah. Vì ăn chay trường luôn cho tới 2018. Vì thấy vì còn sống một cuộc sống tăng đông đo điếm hàng ngày để mình mưu sinh cái thân mình đó. Yeah. Rồi vì không có thể nào mà vì để vì dám bưng chén cơm chay ăn nữa. Một ngày mình căng kéo, căng đông đo điếm nhiều quá. Rồi mình biết là con người mình, cái tâm mình là vẫn là trơn chính đàng hoàng, chứ mình không có căng gian căng lạnh gì hết. Yeah. Không có cái chuyện gì mà để gọi là tội lỗi với nhân quả hết. Vì sống nhà Phật gì biết mà, vì không làm điều đó, nhưng mà vì bưng chén cơm chay ăn nhiều khi vì nghe cũng căng rứt trong lòng gì. Cho nên vì phải buông chén cơm chay vì ăn mặn có lợi là năm 2003 ăn chay và 2018 dì ngưng. Yeah. Rồi khi mà dì ngưng cho tới ngày hôm nay là 2023 dì ngưng được 5 năm. Mà khi mà bé Tường Lam á, mà dì lên dì coi bé Tường Lam đâu cũng không bao lâu. Tự nhiên cái lời nói của bé Tường Lam dì nói chung là không ai nói thì dì nghe được hết, nhưng mà tự nhiên là cái lời nói bé Tường Lam nó nhiễm màu như thế nào, nhiệm màu như thế nào mà để gì phải bưng chén cơm chay vì ăn cái lợi, vì ăn chay nay cũng gần tháng rồi đó. Gì hả gì? Đúng. Yeah. Rồi, vì ăn chay nay gần tháng rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cái lời, bây giờ thì cho là thí dụ sư thầy tu trong chùa, rồi sư cô tu trong chùa, tu nhiều đời nhiều kiếp đó, hoặc giả là cho thầy bói, thầy bà, hoặc giả là những người nào được bề trên mượn xác để mà ra cứu độ nhân sanh. Dạ. Bao những người đó thì cho những người đó là có thể là quyền diệu cỡ nào chăng đi nữa, nhưng mà không bao giờ có được một cái nhãn quan phóng ra đi lập
là ở trên các gì ở trên họ làm được hết. Tại vì những người đó chưa đủ quyền năng, chưa đủ sắc lệnh để mà ban ra cho kiếp nhân loại mình nói kiếp nhân loại mình nghe được hết, không có đủ quyền năng, y như bây giờ chị nói con nghe đi, khi con đi học ở thằng Giang, con đi học, nếu mà con học rồi con phải là đậu đại học, con nắm cái bằng về rồi con mới có thể đi làm việc được. Thì bây giờ mình là kiếp nhân loại, mình ở trần gian, mình là sắc phàm, mình là người nhân loại, mình chưa có phải là hành tinh hành thánh gì hết, thì cái kiếp nhân loại mình vẫn là kiếp nhân loại, dù rằng được người mượn xác chăng đi nữa, những thầy bà được người mượn xác chăng đi nữa, là chẳng qua mượn xác mình để ra để hả là coi, để ra để nói trong cái việc của người ta thôi, trong cái việc của người ta được tôn trên ban, là bây giờ cái người đó là phải đi ra coi bói, nói này nó kia nói nọ, rồi á có nói gì chăng đi nữa là chỉ người ta coi thôi, chứ người ta không bao giờ đủ quyền năng để người ta phóng một cái nhãn quan ra cho các cái kiếp nhân loại mình nghe được hết, quyển chuyển kiếp nhân loại mình được hết, mà chỉ có là hàng tiên hàng thánh được ngồi biết bàn, được ơn trên cấp lệnh, được Phật tổ Như Lai cấp lệnh từ trên hạ phàm xuống mới là phóng cái nhãn quan ra, đủ quyền năng mới phóng cái nhãn quan ra cho kiếp nhân loại mình nghe thôi. Chứ còn thật ra thì nói thiệt chị dám chắc là cả một cái kiếp nhân loại mình đây nè, nếu mà chưa người nào mà tu mà được về biết bàn, chưa người nào được ngồi gốc bồ đề, chưa được nào người nào được về hàng tiên hàng thánh á, ở trên hạ phàm xuống, thì đều là kiếp nhân loại mình hết, không đủ quyền năng để mà ban ra cho một lời nói nào cho kiếp nhân loại mình nghe hết á. Dì ơi, dì cho con hỏi, bé Từ Lam nói một cái lời gì mà dì thất tỉnh, dì ăn chay là cái gì? Tại cái này là một cái lời nói của bé Từ Lam, là một cái mầu nhiệm gì để quyển chuyển cho con người dì quay trở lại cái chay lạc. Mầu nhiệm của bé Từ Lam là một cái mầu nhiệm của một cái nhãn quan của bề trên tỏ ra dưới cái gian mình đây, mới quyển chuyển cái con người gì được. Nói chung là gì tu thì tu tại nhà thật, nhưng mà có cái là không một người thầy bà nào nói cho gì quyển chuyển cái lòng gì được đâu. Không bao giờ và hả là không, gì không biết lý do gì mà tự nhiên bé Trường Lam nói là gì cầm một miếng hương khô gì ăn á, là tự nhiên vậy đó, rồi gì mắc ói gì ăn được, tự nhiên trong lòng mình muốn ăn hương khô vô, nhưng mà khi ăn thịt rồi cái nghe tự nhiên mắc ói quá gì chịu không được. Nhưng mà sao hôm nay mình ăn mình mắc ói vậy, thì coi ra bị gì, thì coi bé Trường Lam mỗi ngày đi, rồi gì không biết là gì không biết là cái lần mầu nhiệm của bé Trường Lam như thế nào thì gì không biết, mà tại sao mình đòi ăn tới bữa cơm khi giờ mà gì ăn dễ chay á, rồi gì mượn lính đi mua dùng gì một cái hộp cơm con với thịt kho, thì gà gì ăn là trong lòng gì không biết ngon là gì, mà nghe mắc ói không à, cứ nghe mắc ói không không ăn được. Cái gì mới ngày đó là gì không ăn được, rồi cái qua ngày sau thằng cháu nó mới thấy vậy tội nghiệp quá, nó nói thôi nếu mà ăn thịt để cháu nó tranh ói thì nọ, thôi để con làm con khô có tàu con chiên đàng hoàng cho dì Sáu đem lại cho Sáu ăn. Cái nó đâu con làm khô cho Sáu ăn đi, chứ bữa nay nên tới giờ mà Sáu chưa ăn cơm rồi, thôi con làm đi, thì nó chiên một khô có tàu thật ngon luôn, có tàu đã làm khô thật ngon. Nhưng mà hả, nó chiên lại cho chị hai con, chị mới thò tay chị cầm một con khô là tự nhiên nó là chị xé ra con miếng gì rồi bỏ họng, là tự nhiên mắc ói tiếp. Mắc ói mà nghe nó làm sao nó nguyễn chuyển con người gì sao thì cũng không biết được, hay là nó là gì có căn có kiếp hơn thì tu tại nhà hơn trên những chuyện gì thì chị cũng không biết được, cái này là chị không biết được, trong cái con người của chị làm sao chị đâu biết được đâu, rồi nó làm sao cho con người chị không thể nào ăn lại được, rồi đó là tự nhiên vậy, rồi cái chị nói chắc có lẽ ăn chay trở lại rồi đó, chị nói vậy sao nghe lời bé Tình Lam nói như thế này đây, sao có nhiệm màu như thế này không biết được. Cái nhiệm màu bé Trường Lam sao mà nó quá cao đi. Bây giờ mình chắc phải ăn chay trở lại rồi. Đừng mà mình coi bé Trường Lam rồi, sao trong lòng mình cũng muốn ăn chay trở lại không, mà hôm nay lại ăn nghe mắc ói nữa. Thì coi bé Trường Lam rồi là trong lòng nghe muốn ăn chay trở lại. Bởi vì ăn chay là 2003 cái 2018 là gì đã
không còn ăn nữa rồi, tại vì sống cân băng đôi biếm mỗi ngày trong lòng gì nghe bưng chén cơm chay ăn thì nghe cũng hơi buồn buồn trong lòng, thì mới buông chén cơm chay xuống vì nghèo nung vì ăn ta mặn trở lại. Rồi á, nay 2003 rồi, cái tự nhiên thì coi cái Trường Lam, cái tự nhiên trong lòng gì không còn muốn nghĩ ngợi cái gì nữa hết, cái tự nhiên trong lòng mình như vậy đó, thì các nhiệm màu của việc của bề trên mang cho lời nói với Trường Lam, cho nên mới làm cho con người mình quyến chuyển con người mình được. Chứ không phải ai muốn được đâu. Ai cái Trường Lam thường nói, có nói là muốn ăn chay á thì cũng khó lắm, nhưng mà đại Phật Quan Âm đi, xin Phật Quan Âm đi. Bé Trường Lam nói, còn nói đó, nhưng mà cá nhân gì thì chỉ là một lời nói bé Trường Lam thôi, mà trong lòng gì nghe nó rung động, nó lai chuyển cái kiểu gì mà gì phải buông chứ con mặn để gì quanh lợi gì ăn chay. Thì con thấy cái nhiệm màu của bé Trường Lam như vậy đó, thì con nghĩ là kiếp nhân loại mình ha, là ở bề trên ta hạ phàm. Đó. Chứ bây giờ thì nó có nghe, bây giờ kiếp nhân loại mình cho nhiều ông thầy tu nhiều đời nhiều kiếp chăng đi nữa, chưa có một cái xác lệnh gì là không bao giờ nói cho ai tu kiếp tu được hết đó. Không bao giờ có thể lai chuyển được lòng kiếp nhân loại mình đâu. Đủ đầy đủ xác lệnh, đầy đủ nhãn quan đó, về hàng thánh hàng tiên, về bề trên, về Phật, về Quan Âm, nói chung về các vị ở bề trên xuống, thì người ta đầy đủ cái xác lệnh. Khi mà người ta nhận một cái lệnh gì để mà để một vị nào nhận một cái lệnh gì á của Phật tổ ban rồi á, thì cái nhãn quan của một vị đó là phải sống xuống là lan tỏa khắp một kiếp nhân loại mình hết. Ví dụ một triệu người kiếp nhân loại mình đi cũng có thể lai chuyển được 70% của kiếp nhân loại mình. Đó. Còn 30% nữa không lai chuyển là lý do là bên tà giáo họ không lai chuyển được bên về Phật pháp, nói vậy thôi. Chứ còn hả gì nói thiệt với con là chứ còn hả về kiếp nhân loại mình cho mấy ông sư thầy, mấy bà thầy bói rồi hả, mấy người được có người này mượn xác, được người kia mượn xác, được người đó mượn xác, nhưng mà những người đó không có đủ cái xác lệnh để mà làm cho kiếp nhân loại mình mở miệng ra hoặc giả hả nói ra để mà cho kiếp nhân loại mình để mà lai chuyển được, không bao giờ đủ quyền năng. Để đi rồi, hôm nào thì nói với con nhiều. Con muốn gì thì gì nói cho, muốn hỏi gì trả lời hết cho con biết. Nói chung là gì nói với con là gì thì về Phật pháp thì gì rất là ngày xưa á, gì mới có đi học thôi, gì mới có đi học thôi. Mà cái trường học á là ở sát bên cái chùa Linh Sơn, sát bên, nhưng mà khi cái giờ thì vô học. Nhưng mà khi mà hết giờ rồi á là thầy giáo cho, cô giáo cho ra chơi. Thì là tất cả các học sinh đều ra chơi. Một đứa thì thời nhờ rồi thời đó gì mà còn đi học lớp nhỏ lắm, cấp 3, lớp 4 à. Một đứa thì quấn đũa, một đứa thì nhảy dây, một đứa thì nhảy cò cò. Nhưng mà riêng cá nhân gì thì gì không chơi mấy bạn đó, gì cứ lại ngay cái chùa Linh Sơn, bị cái chùa sát bên trường học. Vì loại ngay chùa gì cứ đứng gì dòm vô mấy sư cô với dòm vô tượng Phật không à. Lúc đó gì còn nhỏ mà gì trong lòng gì sao cứ là cứ hả lần ra chơi rồi cứ tụi nó mấy đứa bạn rủ thì giờ đi nhảy dây đi này nọ kia khác gì nói thôi thì không đi không chơi gì hết, vì lại ngay chùa vì đứng gì dòm mấy con sư cô với gì dòm tượng Phật không, cho tới chừng nào cấm trường đánh rồi thì chạy vô trường để mà đi học tiếp. Mà hồi xưa gì còn nhỏ đó, cho nên thì hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ là vì cũng nói chung là giờ nào trong lòng cũng nghĩ về Phật pháp hết á, nhưng mà do cái duyên của mình thôi, cái duyên của mình còn mắc nợ trần, mình còn phải để trả cho chồng cho con, mình chưa buông bỏ được, tự mình còn mắc cái nghiệp chồng con để mình trả, mình chưa buông bỏ được cái nghiệp chồng con để mình bước về cửa chùa. Nhưng mà trong lòng mình giờ nào cũng hướng về Phật hết á, giờ nào cũng thích về Phật dữ lắm. Thành thử ra gì tu cả nhà vậy, có đôi khi trong lòng gì cũng không thích tới chùa, là đến tới chùa rồi á là không có được, nếu mà cái tâm mình còn thân si là mình bước về cửa chùa là mình sẽ mang tội.
Dạ, cũng như mình có cái nhân duyên nhiều rồi, nhiều kiếp được rồi mình mới có đầu thai lên đây. Mình thôi tuy rằng mình không nhớ lại, nhưng mà cái trong cái tâm của mình nó vẫn còn hướng về Phật, còn nghĩ về mà tu hiền. Mình không có lo được cái điều con đó. Con nói á, đúng rồi, về để con nói gì nói con nghe. Vì coi nhiều ông nói á, là nhiều ông sư thầy nói là nghe, là nghe nghe không có đúng đầu đâu hết, vì muốn lên thì nói lắm. Mày sư đừng nói là bé Trường Lan tu nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay chuyển lên là nhớ lại cái quá khứ của mình, không ai nhớ được hết. Mấy sư nói sai rồi, mấy sư nói đúng. Mấy sư chỉ nghĩ là cái việc của mấy sư đó là tu rồi, mấy sư nghĩ là hôm nay kiếp này mình tu là kiếp sau mình chuyển tới, mình chuyển qua kiếp sau mình nhớ. Xin lỗi mấy sư chứ không nhớ được. Mấy sư về thằng tiên thằng thánh mấy sư cũng không nhớ được. Mẹ Quan Âm Bồ Tát hạ phàm xuống chín kiếp rồi mà qua kiếp thứ 10 đó là bà Quan Âm về để nhập kiếp phàm mà. Mà khi hạ phàm xuống còn chưa biết cái kiếp của quân bà Quan Âm để mà là kiếp thứ 9 để chuẩn bị còn một kiếp nữa là về niết bàn, không bao giờ biết được. Đúng rồi, đi tu á, nhiều bà nói và nhiều ông sư nói là việc nghe, nói là việc nghe không có sai sai nó không có đúng cái gì hết, không bao giờ nhớ được đâu con. Dù bỏ cái sắc phàm này trở lại cái sắc phàm khác chăng đi nữa, khi mà trở lại cái sắc phàm khác là không bao giờ nhớ được. Khi mình đi, mình chuẩn bị để mình đi trở lại sắc phàm khác là mình phải có một cái uống một cái chung nước hoặc giả một chén nước để không cho mình nhớ lại một cái gì hết. Chứ đừng có nói mà tu kiếp này kiếp kia kiếp nọ rồi giờ quay trở lại nhớ những cái kiếp đó. Người ta là chuẩn bị người ta về ta ngồi niết bàn mà ta chưa biết cái kiếp của người ta, mà để là những kiếp đó người ta tu rồi để kiếp này người ta phải là biết cái kiếp của người ta. Hồi kiếp xưa không có biết đâu hả? Nhưng mà mấy sư đó là nói là nói sai rồi, không có đúng đâu, không bao giờ nói đúng. Nhiều khi gì nghe nói là gì muốn nói gì lắm, nhưng mà là thôi thì người ý mà đâu ai giống ai đâu. Mình biết thì cái duyên của mình biết là khác, còn như người ta cũng cái duyên ta biết là khác, nhưng mà cái khác của người ta là ta sai, ta không có đúng. Dạ, coi nhiều lắm. Cái nào đúng thì gì nghe, còn cái nào không đúng thì gì không có nghe vậy thôi. Rồi nãy giờ gì cũng làm việc gì lâu rồi thôi nha, gì nghỉ ngơi đi gì. Dạ, rồi. Hôm nào gì cháu mình nói chuyện tiếp nữa. Rồi dạ. Tại vì đứng chung bông chung cái cây nè. Rồi con nói là gì mới nói á. Dạ. Rồi, con cảm ơn gì rất nhiều nha. Dạ, con khỏe nha. Dạ, Tết, chúc gia đình ăn cho Tết vui vẻ nha. Dạ, con cũng chúc cho dì và gia đình dì cũng như được nhiều sức khỏe, nó mới ăn khang thịnh vượng. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn con. Dạ.